Gờ có à, cái gì đây? Đó, con hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng. Gờ có, mọi người, nó chạy nhất thiết nhất là cái đó. Đó, quá trời ăn. Giờ này sau này chống đầu chống đất chiếu đi. Đó, mình ôm hai con đi mùi luôn mới đã. Ôi, vô rồi, con cá trời ăn. Đó, nó đã chấm cái đít lên rồi nè mọi người, cứ đặt chấm cái đít nó ngã bên bên nữa nè. Đó, hay chưa, quá trời xuống. Đó, mấy con làm dữ vậy, hai con thở luôn. Xin chào mọi người nha, mình là Kè đây mọi người. Thì đầu video mình xin chúc người xem rất dễ và thật nhiều sức khỏe nha. Mình cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành video mình trong thời gian qua nha mọi người. Thì hôm nay là tiếp tục đi thăm đợt cá nữa nha mọi người. Hồi sáng giờ là mình ở bên Hậu Giang mọi người. Có luồng lợi này là 6 bữa là mình mới đi thăm. Sáng từ Hậu Giang mà chạy về bên Thái Lan Cần Thơ là bên vợ mình, xong mà chạy dọc ngược về bên Kiên Giang để thăm đợt cá. Thì chạy lại tới đây là tầm khoảng 10 giờ trưa đó. Nguyên ngày nay chạy đuối luôn mọi người, chạy mấy chục cây số. Thì nói chung thì cái luồng lợi hôm nay là mình đặt theo dòng đập theo mấy cái bà chàm nè. Cái luồng lợi này mình đặt được 9 cái, nhưng mà hôm bữa nước cạn á là mình rút 2 cái à, giờ còn 8 cái à. 9 cái này lúc trước là mình thăm là lúc nào cũng dính hết trơn nha mọi người. Giờ dạ bên khuôn kia mình nói chung cũng im lắm, nói chung là mình chừa lại mấy cái chỗ im không à. Bây giờ mình đặt bữa giờ thăm cũng trúng lắm mọi người. Còn ở đây là số lợi mình đem theo để mình giao cho ông anh mình, tại vì hôm bữa giờ ông dặn mình á mà mình không có thời gian đi về đây giao cho ông á. Bữa nay đi thăm lợ á, sẵn chuyến đi nhà ngang nhà ông á, mình giao cho ông luôn. Đó, thì nói chung bây giờ cũng không làm mất thời gian mọi người ha. Rồi bây giờ mình dẫn mọi người lên ra đây đi thăm lợ cùng mình nha mọi người. Rồi, cái này cái đầu tiên của mình nha mọi người. Cái này mình đặt phía trước đường mương. Đặt lấy mương á. Chỗ này cũng im á. Nước sâu với ta. Hôm nay nước sâu hơn bữa. Hôm bữa nước cạn, hôm nay nước sâu rồi. Nước lớn rồi. Có không đây? Ồ, cái đầu tiên chất quất. Trời ơi. Cái nè. Một lỗ chà bá. Mấy cua này hay thiệt chứ. Buồn trong lòng luôn. Chui vô cái lùm này. Trong đây có một cái. Trên đây cá mình bỏ khơ luôn đó mọi người. Cái là giục đại vô đó luôn á. Bữa tối quá trời tối rồi mình đặt giục đại luôn. Không có cần nhét vô đống cỏ gì hết trơn. Xàm. Ôi vậy mà cũng dính nữa. Không ngờ thiệt chứ. Cái đầu tiên thì bị cua kẹp, cái thứ hai là lụm lúa liền. Mọi người thấy đơn giản không? Cái là giục đại mà khơ gì cũng dính đó. Con đầu tiên của mình. Bữa nay nước lớn hơn bữa. Hồi mình đặt chỗ này nó cạn. Cái mình dầu ở đây. Giờ ra ngoài nó mưa. Hôm nay sâu lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Sâu mà lúng. Chúi cái đầu dưới rồi. Chúi cái đầu nhắm đất thành mọi người. Có hàng không biết mà chúi đầu nhắm đất thành nào. Có cái gì vậy? Cái giày nhỏ không? Cái giày chút xíu mọi người. Rồi bây giờ đổ ra tiếp tục nha. Rồi trời ơi mắc tiêu rồi. Cái này đặt bữa giờ biết bao nhiêu cá không mắc, giờ qua đây mắc. Mình đặt cạnh bên kia không mắc, giờ qua đây mắc trời. Buồn trong lòng luôn, cái chỗ này chạy biết như cá. Cái bụi lát là mọi người nhớ, mình thăm lần nào là cũng dính hết trơn à. Ít khi nào mà không dính lắm. Đặt chỗ này mất tiêu rồi. Buồn trong lòng đó nha. Cái cha này chưa kỳ quá. Ừ.
trong lòng cái đó là thăm lần nào cũng đúng. Cái hôm này ngu vậy rồi vô đó đó vô luôn ngon lành ngon lành cũng hơi ghê chứ hai con chứ còn cái gô chả bá bá cho mọi người đó. Còn cái gùm mẹ nó bự nè nhưng được cặp con bự con nhỏ mắc cái lợi kế bên kia ổn quá mọi người giờ hết dám đặt lại cho đó luôn đặt lại là mất nữa cái này bữa đặt bên kia mà dính con có lắp bự lắm này nhưng mà nước cạn nó bắt buộc cái vợ vô bên đây chưa đâu rồi giờ vô cục một bình lấy động mưa luôn còn có dấu phóng này mọi người ơi đó thấy cái dấu phóng này cũng ngon rồi đó 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 đá cho đá luôn rồi cá lóc nhất chà bá nữa chứ còn cái gùm mề nữa quá xinh quá sướng đúng là cái mương này đặt đá thiệt luôn cái khu vực này có 8 cái mà nãy giờ dính được đầu 3 mấy con với mấy cái gùm mắc 2 cái rồi cũng tính là còn có 7 cái buồn hết biết còn cái lóc hết bự còn cái sạc cái chết đó anh ta ngon lành nè nghe kìa mọi người cái sạc cái chết hai con luôn kìa rồi rồi có rồi cái gì đây đó ô hàng khủng quá trời đã luôn con cá 6-7 lạng ôi, con cá nó bự cái đã gì đâu người ơi tên mẹ hết có biết rồi cá này vô lâu vô nó ăn cá chết mà mình thấy nó nổi lên là hiểu rồi nghi lắm à con cá 6-7 lạng á có mà quá đã đem xuồng bỏ vô luôn cái xuồng chạy tới chỗ nằm mới dính cá bự dưới đó người gọi tới đây có cái nữa nè đặt hai cái kế bên luôn cách này cỏ nó nước cạn cái cỏ nó dày quá chỗ nào sống mà đặt được rồi đặt cái gì đó vừa mất rồi quá đã luôn một cặp con cá lóc lôi gôi 1, 2, 3, 4 cái gô sướng ghê thiệt chứ chỗ này im hết biết rồi nước cạn xuống cá nó chạy đã thiệt mọi người ơi mình nhìn nè cái khu vực quá im luôn đó, đây dài dưới ăn hồi mình chắc mình dậm thêm đây xuống dưới khoảng 2 cái nữa rồi giờ bắt ra tiếp tục nha trong lỏng luôn đó hồi hôm đây rồi có mọi người nó chạy nhất thôi kìa đó quá trời đã luôn nãy giờ dính liên tiếp luôn từ đây lên chảnh 3 cái mà dính hết chân 3 cái luôn mới vô dính con lóc bự chà bá cái cặp cái lóc kilo rồi còn cặp cái lóc này cũng đỡ nữa mọi người hả biết sướng đã gì đâu đã dính liền luôn cái khu vực quá im này ở hầm dậm ngay khúc giữa này cái nữa còn cái đầu dưới kia mình có cái nữa nha mọi người ngay cỏ cùng bác dưới đó có cái nữa đó mà hơi xa nó hỏng bị mắc anh cá chỗ này rồi bây giờ dậm thêm cá chỗ này lại nó mới được anh nhận nãy giờ thăm sướng thiệt mọi người dính bia chia bên này có bộ trúng nữa rồi đó nãy giờ như thăm bên kia 8 cái mà mắc anh cá còn 7 nãy giờ qua đây thăm 3 cái nữa mới 10 cái mà dính nãy giờ tầm khoảng 2-3 ký cá có không rồi quá trời mọi người ơi đã cái lắp xin con cái dày nữa ồ nó quậy sao cái dày sắn lớn ủa cái gô hả cái gô mà làm dữ vậy trời ơi cái gì cái gô làm dữ vậy hết biết cái gô nó bự này mọi người ôi trời nó uống nuôi con khúc à dính lì chìa luôn còn cái gô này ôi còn cái giày nó vô ở kiếm đựng ra nung dính hơn mới chết ngắt luôn kìa cái giày nhỏ rồi giờ tiếp tục nha mọi người quên cái lời giờ cái này mà nhớ chỗ nào kia thôi chạm quá giờ ra giữa nguyên mà thấy nó nhõng đầu nhõng đít người làm người chú đầu nhõng đít
cỏ luôn. Wow, mới giờ ra đây dính cái giày liền, cặp cái giày ba cái gô trời bá nó. Mấy bữa nay chạy cái gô dữ thật, nước lớn cái gô đi đã. Bây giờ mới ra tiếp tục nha mọi người. Chìm dữ vậy, còn nước có chót không à? Bị nước lớn anh cái bị cỏ dính lại nó chìm mọi người. Cái này mở mà thầm mà dính ngon lắm và khó nữa rồi. Wow, cái giày chìm dữ ta, nãy giờ qua đây dính liền cái luôn. Đó, đã rồi rồi, có chuột cắn lỗ làm này, có cá đi rồi nè, chuột cắn lỗ rồi nè, hết biết không này, chắc có cá đi rồi. Cái giày thường thường nó vô cặp không à, cái này chừng có đi con không chừng đó, còn con cái giày dính được hai cái gô mề nữa. Quá sướng, quá sướng, quá chở khu này im. Ồ, con quắc làm giục mình qua tới khu gòn muống của mình nha mọi người. Rồi rồi, vừa trường thấy nó nhổng cái đít lên thật kìa, chúi đầu mà nhổng đít nè mọi người ơi. Hả, nãy cái khúc ngoài đầu ngoài kia mình dở hai cá bị cua kẹp, nhưng cá bị vô mấy con cá sặc mình cũng cắt bỏ đó nha mọi người. Ồ, cá lóc trời bá luôn, cá đã phóng nhổng cái đít lên là hiểu rồi. Quá sướng, quá sướng. Này là cá lóc nhất luôn nha, đã chưa, này cá này. Ui, cá này ngập dữ rồi, chết rồi, chết rồi. Cá này dính cây lại ngập rồi mọi người, không có vườn cá nào không, không có vườn cá nào nữa, dính cây lại ngập, không vô. Mình bắt cá lóc này ra mới được, quá sướng. À, ngập quá à. Rồi cái này chết luôn. Ôi, bị cua kẹp lỗ chà bá nữa, nãy giờ kẹp như cá này cá thứ tư á, chết tiếc thiệt chứ. Trời ơi, đây nữa nè, cá này chính gọi là dính hai con rồi thôi, chết luôn. Làm sửa hai cá này làm đi thăm tiếp. Đây làm gì môi móc lỗ. Cái gà muốn hồi nãy giờ mình thăm clip đi kia bốn con cá mà dính được con một người. Nó qua clip đây biết sao đây. Rồi có luôn được con nữa. Vô. Khui hàng cái clip này. Là cái lắp mà cũng không bự mà giòn giòn à. Đây cái lợi này đây. Chìm dữ rồi. Rồi muốn nó mệt, nó lẹ, chìm nó lợi xuống. Không. Bảy cái sạc chứ còn cái gô. Hết cái biết không. Trời ơi, bây giờ mình lựa mấy cái sạc bự này ra mình về mình muối phơi khô nha mọi người. Lợi này sao đây, chổng đầu chổng đít dữ vậy. Đó, nãy giờ mới thấy à. Mình quên hai con luôn mọi người ơi, đã. Quậy dữ rồi, hết biết sướng. Nó quậy đứt cọng dây dưới luôn kìa, cọng dây dưới lòng thòng của đứt cái tiêu rồi. Giữ mấy hàng cá thiệt, đổ ra nha mọi người, để không hồi xảy ạ. Hai con này, hai con quá lấp nhất không à. Cái này mình thấy có sạch chết nha mọi người. Im à. Có cá chết rồi nè, cá chết không biết có cá lóc không nữa. Cái sạc không luôn, hết có biết rồi. Cái loại này tính đâu có cá lóc vô, ai ngờ là cá sạc cái vô không à, không có cá lóc gì mà cũng bị chết nữa. Giòn mấy con ốc ở đèo nó ăn nó bị chết mà. Cái loại này cái sạc cái vô hết biết. Bây giờ bắt ra tiếp tục nha. Nãy giờ thăm cái luồng loại này mười mấy cái mà thắt nha mọi người, dính được có 4 cái lóc, còn như cái sạc cái vô không à. Còn bị cua kẹp nãy kia gắt hết đâu ba cái lời nữa. Còn cái này cái cuối cùng của khu này luôn, nó chạy qua khu bên kia nữa. Mình đang đi đặt gặp cái chú kia đang đi đặt trứng mà. Trời ơi, cái gô cái sặc này nè, ngon lành ngon lành. Có cái gô mề ngon rồi, 4 con cái gô mề à. Cái gô nào nấy mất mặt ù mà đen thui vậy.
này là kho củ tiêu hoặc nấu canh chua thì đã lắm mọi người, ngon lắm. Hoặc là gan muối á, cũng ngọt thịt lắm. Rồi mưa tới luôn. Rồi kiểu này xong rồi. Cái lại rồi mất tiêu luôn. Bỏ cái sợi lại. Thiệt thiệt chứ, phá ghê thiệt chứ. Mắc cái thứ hai nha mọi người. Còn trên đó cục cỏ trên đó một cái nó chắc mắc nữa rồi quá. Thua luôn rồi. Rồi chắc không còn cái lời nữa quá. Thua nữa hay gì rồi. Thằng ta làm gì không biết. Hay là thấy người cắt cỏ hằng người làm gì không biết. Thua tiêu rồi. Chỗ này luôn rồi. Còn cái lỗ, vừa là cái lỗ không làm tiêu. Hai cái liên tiếp luôn. Bên kia nãy sáng mắc cái nữa là ba cái. Rồi, lấy bỏ cái sậy rồi. Bữa giờ khu này mình đặt có 5 cái à, mà bữa nay thăm mắc thêm 2 cái nữa, tính ra khu này đặt bị mắc 3 cái à. Bây giờ còn có cái này với cái đầu kia nữa hết. Bỏ vô luôn, cái lắp. Đã kêu mọi người buồn trong lòng thì chứ mất hai cái bên kia rồi. Bây giờ bắt ra tiếp tục nha mọi người. Cái khu vực này là khu vực cúng cá chê khủng bữa nha mọi người, mà trên đây còn có hai cái à. Ủa chút kia nó là ở đâu trời, chìm ở đó gì vậy? Ở đây nè. Nặng này cũng có. Ồ, cái này chất quốc à. Ôi, gặp nữa. Cua kẹp một lỗ chà bá nữa rồi nè. Này có cá ga mọi người. Cá sặc nó vô đâm hôm gì là mà có cá lóc vô á. Kẹp gì là cá lấy ra được mà. Mình mới chạy qua điểm mới nha mọi người. Mà cái cục cỏ mình đặt cái lò ngoài kia bị mấy anh cắt cỏ mất tiêu cái lò luôn. Cỏ ruộng không còn miếng cỏ luôn á. Không còn cái lò ở đâu luôn. Rồi ủi lên trên đây cái mọi người. Qua khu là khu mới của mình đó nha. Cái khu bên kia nãy hết là đang ngon lành yên ổn, quất đám mưa hết không biết. Rồi, mình ngập quá. Ôi, vô vô rồi, con cá đỏ rồi, đỏ đỏ. Ôi, nó đã kìa, chỗ này dính hoài luôn á. Hấp đi cái sướng rồi mọi người, con cá lóc. Con cá này vô lâu rồi, quậy hư mình chân. Cái này tầm khoảng 6 lạng á, nửa ký nó 6 lạng, bự lắm, cái đầu hết biết cái đầu không, chừng trên 6 lạng luôn nha mọi người, bự lắm, đã. Nãy giờ cua kẹp không hết 11 cái, mình cua gì 11 cái rồi đó, mình cua kẹp, thôi luôn, bữa nay đâu mà cua dữ không biết, nguyên cá nữa rồi. Xả cầm luôn, cầm không bao giờ giáp nữa. Ghê lắm. Mạnh lắm, mấy cá này mạnh lắm. À, đang ngon lành không mưa, lúc đấm mưa cái chợ tôi hù luôn, đang hậu chuyển đó. Mũi ra vừa gì, mũi lắm mũi này. Cái này chứ rồi là mới dậm vô thêm, thăm thăm cử đầu luôn. Chứ nãy giờ thấy mất hết 4 cái rồi đó. Bữa nay mắc 4 cái, bị cua kẹp hết 11 cái, tính ra 15 cái rồi. Ôi vô mọi người, cái dậy hai con luôn. Được con cái dậy bự với con cái dậy nhỏ. Đã ghê chứ chứ. Trời mưa nữa là mọi người ơi, mưa lâm râm râm mà mưa lâm râm lớn nữa. Cầm cái điện thoại này quay nguy hiểm quá. Ướt điện thoại hết. Cái này kiểu này hồi chắc tạnh tạnh mưa, còn nếu không tạnh là mình thăm thử quay luôn á. Vô rồi. Mấy con đây còn một là một con cá chà bá nữa rồi nè. Đã giờ đây, qua đây là trúng luôn. Qua đây hồi nãy vô cái đầu tiên là bị mắc lời. Cái hai dính con lóc chà bá, cái thứ ba dính cặp cái dày, cái thứ tư dính luôn con cá lóc bự nữa. Im thiệt chứ, cái khu này quá đã. Cái này là cá là tầm khoảng nửa ký đâu. Nửa ký là xiền luôn á. Hết biết bự luôn. Sướng. Cái khu này là khu trúng cá của mình mà. Hy vọng đừng mưa để quay cho mọi người xem thấy rõ. Rồi mình chạy vô trong đây nha mọi người, có khu vực trống của mình nè, đặt theo mấy cái mương clip nè. Vô cái này đây. Cái này chứng gọi dính được như
con hai con mình cũng quên nó không biết sao đây. Cái này nước lớn quá nó hơi chật gòn gòn vô vô nữa rồi gòn gòn nữa mọi người ơi. Đó mấy con dữ lắm, con còn một mà con bự nữa, quá đã. Đúng cái khu này là không làm mình thất vọng. Đã cá lóc chà bá luôn, cá lóc này tầm hơn nửa ký nữa rồi. Tiếp theo cái này là mình chen giữa cục lục bình này luôn nè. Cái giữa cục lục bình này có cái đường mương liếc sâu. Rồi rồi dữ lắm rồi, dữ lắm rồi, nó chổng cái đít lên trời luôn rồi nè. Hết biết cái giờ cái đất nó chổng lên trời luôn rồi. Cái gì đây không biết. Đó đó phải thừa. Ôi ôi con cá mà lớn mà nó cũng chổng đít lên trời luôn, có bị da không ta? Con cá nào gao bị không ta? Ủa cái nhỏ gì mà không đít chậm trời là sao ta? Rồi giờ bắt ra nha mọi người. Cái này chuyến rồi hình như bị cua kẹp không dính, chuyến này không biết sao. Mấy chuyến trước là thăm dính hoài luôn á. Rồi chỗ này yên 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 yên. Không có cái, không có cà phê vậy. Đó, đó, có liền thế nào. Đó, 2-3 con. Ôi logo logo không có ăn. Ông có cua vô đó rồi nè, ông có cua này vô kẹp banh nữa quá. Hy vọng thăm từ đây tới hết lời đừng có bị cua kẹp, thà không dính chứ đừng bị cua kẹp. Người cua kẹp rồi cuốn là nó trong là đặc sao không có lợi thăm được. 3 con logo à, đặc biết mà cây sậy nó lên cái này luôn. Lên dài ước nhưng mà hết biết ha. Rồi giờ bắt ra tiếp tục nha. Ngập dưới ta, cỏ nó bị dính cỏ ra nước lên cho nó ngập rồi. Mà nó còn lú cái chót này, nhưng mà cá vô vẫn còn sống, còn thở được. Có không nhảy nhót hết trơn ta. Có một cái cá gì. Ồ cá lóc nữa gì mọi người. Đó còn hết còn cá lóc nữa. Ồ đã còn in du đây con ếch. Nãy giờ vô đây là dở như là 1, 2, 3, 4 cái, như 4 cái nào cũng dính trơn vậy. 4 cái liên tiếp luôn. Nhận cái khu vực này đã thiệt chứ. Lội thôi cũng đuối. Bỏ xuồng lội tới lội lui, lội tới lội lui là muốn chết. Rồi nó chậm cái đít lên là nào mọi người. Chúi đầu chậm cái đít mà ngã bên bên nữa nè. Đó 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 hay chưa quá trời sướng. Đó mấy con làm dữ rồi, 2 con chà bá luôn. Ô trời đã nè, 2 con có lóc nhất không, có con này bự nè, quá sướng quá sướng. Lỡ mà thấy cảnh chổng đít thì là mê lắm. Cặp này ngon lành, cặp này đâu khoảng 8 lạng có trên không chừng. Quá sướng quá sướng. Ồ, hai con cá lóc đem thui hay lùi. Đây cái lợi cỏ nó liếp lại quá trời này, nước nó lên nó dướng cỏ lại cái ngập mà còn cái chót này người chót thì cá vẫn sống. Trời ơi con cá lâu kiến chà bá lửa được mình đó chứ. Trời ơi con quỷ này vô phá đám mình nữa rồi nè. Ủa nó quậy cách lỗ hết trơn rồi nè. Hết có biết thiệt chưa. Ông này vô phá quậy không thiệt chứ. Cái chỗ này im hết biết à. Nãy giờ cua kẹp quá trời kẹp mọi người ơi. Còn bị mắc lời nữa. Có không đây. Ồ cá gì vậy. Ồ cá gua đồng, cá sập gần. Nè mọi người đã chưa. Cái gua đồng con nào thấy uống nu à. Là chúng rồi giờ ra đây mà ta đây
chứ rồi cũng kia cạn queo rồi, giờ ra ở đường nước gì có không, có không ôi cái gì nó làm đi kia rồi, còn cái gô hai con cái gô đồng, một con cái lóc, ba con cái gô đồng luôn, quá đã. Cái gô đồng con đồng thấy chậm dàm sướng mọi người, gô đồng nó ai chạy dữ thiệt chứ, là nước lớn á, mấy bữa nay nước lớn mọi người, cái gô đồng nó chạy. Rồi giờ bắt ra tiếp tục nha. Nãy giờ thăm trên khu vực này nè, mới vừa xuống tới luôn, nãy giờ thăm mười mấy cái mà trong khi đó cua nó sưởng hết 4 cái à, kẹp banh hơn mấy chân này, thua luôn mọi người. Bữa nay cua kẹp nhiều quá, ở đây thêm 11 cái nữa nè, là ở đây 4 cái đó là 15 cái bị cua kẹp, và thêm bị mắc thêm 4 cái nữa, tổng cái này là 19 cái không chạy. Mà nhờ được có cái là mấy con luồng kia nó dính nhiều mọi người, dính ly chi hết trơn. Nói chung là bữa nào đừng bị cua kẹp chứ đừng bị mắc á, là chúng không thua gì mấy bữa rồi. Mấy chuyến trước mình đi thăm á, là chuyến nào cũng 10 mấy ký thôi, chuyến nay chắc cũng khoảng 7-8 ký hoặc 10 ký không chừng, mọi người cũng nhiều lắm. À, trên đây nãy mình thăm còn cá lưu kiến nè, hết biết nó bự thôi. Kiến vô là thua cái lóc rồi, không dám đưa lên ra ngoài xuồng. Đó đó đó, nhiều người thôi đi săn bắt mà cầm cá thấy yếu nhớt, mọi người cầm cá thì biết mọi người ơi, cá lóc trong chàm nó rất mạnh luôn, cầm yếu yếu với nó là hai tay cầm nó dễ còn văng nữa đó. Mọi người thấy chị đó, cái lóc trong chàm nó mạnh dữ lắm đó. Cái gô ếch ếch cho mình vô đây nữa. Còn cái gô thì hỏi nói này, con nào lấy chầm dàm hay da đẹp mẹ. Cái gô da đậm à, bữa nay trúng cái gô nhiều lắm. Bữa nay mà đừng có bị thắt vụ cua này là vô khúc luôn, bữa nay bị cua kẹp nhiều quá. Cá sặc gần, cá sặc gần nha mọi người. Rồi giờ để mình tranh thủ mình chạy về nhà, mình quay lại thành quả cho mọi người xem được nhiêu ký luôn nha. Mình mới về tới nhà luôn nha mọi người, nãy giờ chạy về mất mưa luôn, đang chuẩn bị mưa tới nè, làm cũng được mớ, cũng im lắm. Đây cá sặc với cá rô, rồi đổ ra mình xem thành quả luôn nha. Rồi mưa tới luôn, đổ đi ha, quá trời mưa rồi. Mưa quá họ bị ồ, mưa thông cảm nha. Đó, đã chưa? Đó. Bữa nay nói chung là chúng trúng nha mọi người, chứ không bằng chứ không trúng bằng những mấy bữa hổm, cái bữa trước mới đặt trước đi thăm chúng mình rồi. Lấy cái gõ qua đổ cái sạc cái gô ra luôn ha. Đổ cái sạc cái gô qua luôn này xong rồi mình quay cá cho mọi người xem. Có con ếch trong đó thì nhảy nha. Đổ ra đi nhảy đi chụp. Đó. Cái này chạy cái gô hết đi cho nó dịp sổ đi, còn mấy con đó. Đây mọi người, cái gô cái này nè, cái này còn nước lớn á, mấy bữa này nước lớn là cày cái gô nhiều, cái sạc cái gô không cũng nhiều lắm á, còn cái gô này nó mập hết cái biết rồi. Còn đây cái lóc được mới, còn cái lóc này bị hết biết rồi, thảy lên căng luôn ha, thằng giờ là mưa tới tranh thủ nha mọi người, để không hòa quay được. Có cái thao luôn là 9,5 kg, nhưng mà thao nãy mình căng 1 ký trừ nước ra luôn đi thì còn 8 ký nha mọi người, 8 kg, 8 kg cá lóc đó. Còn cái gô sạch em lên luôn rồi, 4 ký đúng luôn, trừ cái gỗ 600 g thì còn lại là 3,4 ký, cũng như là 3 ký bù ba lắp lại với cái lóc này, cũng như là 3,5 kg đây, 3,5 kg với cái này 8 ký nữa là tổng cộng là 11,5 kg, hết cá luôn nha mọi người, là 11,5 kg nha. Nói chung cái này cũng im lắm, im luôn, tiếc cái là bị thắt cái vụ cua kẹp thôi, chứ mà đừng bị cua kẹp là ngon lành. Đã cái lóc này, con nào nó đang cua hình lùi ra được mấy cái dài mà không được bự, cái con này đỡ đỡ. Đó. Mấy cái dày này nhỏ,
cái dày này miếng ăn thì khỏi nói, thịt rất ngọt luôn. Thì nói chung thì hành quả hôm nay thì được như đây người tổng cộng hết luôn là 11 ký rưỡi nha. Cái lắp 8 ký, cỡ cái rô quá sạch 3 ký rưỡi thì tổng cộng là 11 ký rưỡi. Thì hết tiêu rồi, đèn rồi, hết bếp rồi, cái vô lâu nó hư người hết trơn rồi nè. Đã vừa xong cái lắp rồi quý vị, cũng chuỗi luôn hết trơn, hư hết. Nếu mà đặt để bán á, để cá bán người là tầm hơn 3 người, 3 ngày là mình đi thăm được rồi, cá nó sẽ không hư nha. Còn để lâu quá, cá nó vô lâu quá, nó quậy hư mình mấy chân bán không được. Còn đây mình đặt mình ăn á, nên là mình để lâu. Thứ hai nếu mình không có thời gian, mình vừa bên quê mà anh mới vừa bên đây là mình đi thăm luôn á là 6 ngày. Còn đây số cá lóc, cuối lỏng, số cá rô, cá sạch, hấp ít ngon luôn. Cá rô này có cái tiêu với nó canh chua, đã lắm. Rồi thì nói chung thì video tới đây mình xin tạm dừng nha mọi người. Thì cứ video xin chúc người xem biết dễ và thật sự sức khỏe nha. Mọi người thấy thích video á thì bấm like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Bên cạnh đó mọi người bấm đăng ký để theo dõi video mới nha. Và xin chào mọi người.